Quý vị khán giả chúng thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động Hàng Đẫy thủ đô Hà Nội để chuẩn bị theo dõi trận đá bù vòng 2 của giải vô địch bóng đá quốc gia năm 2022 Naiuf V League 1. Cộng đồng thì vào lúc này đây có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của Quang Hải trong máu của câu lạc bộ Hà Nội tại V League 1 2022 này. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Viettel và Hà Nội đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 thì câu lạc bộ Viettel trong bộ trang phục màu đỏ sẽ chân giữ thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Vẫn còn bắt chính cho câu lạc bộ Viettel ở trong trận đấu ngày hôm nay, thay thế cho Nguyễn Mạnh sẽ là thủ môn Quản Thế Tài. Và vừa rồi là một tình huống xử lý tốt của anh. Ta sẽ cùng xem lại quả tạt hướng tới vị trí của Thành Trung. Đức Huy được sử dụng để thay thế cho đội Văn Toàn so với danh sách đăng ký trước đó. Cơ hội đánh đầu! Jenduro vừa bỏ lỡ một cơ hội hết sức đáng tiếc. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp của đội bóng áo trắng. Jenduro vừa rồi vẫn có đủ thời gian để ngắm nghía trước khi đánh đầu về khung thành của thủ môn Quang Thế Tài. Đội binh bắt đầu đạt được tỷ lệ ghi bàn trong tổng số bàn thắng của một vòng đấu ngày một nâng cao. Cơ hội dành cho đỏ đỏ, đó là một cú sút của Pedro Paulo. Quang Hải đá thẳng. Tiếp tục là đội bóng áo trắng. Ivan Trịnh có vào. Sức ép dồn dập về khung thành của Quang Thế Tài. Thêm một tiếng sút xa nữa. Mọi thứ đã được giải quyết. Hà Nội tiếp tục có thêm một cơ hội sau khi cú đá của Quang Hải không vượt qua được hàng rào. Họ tiếp tục tổ chức đợt tấn công và hãy cùng xem lại tình huống đánh đầu này của Josip Ivančić. Chưa đủ mạnh để có thể đánh bại được Quang Thế Tài. Một pha bóng tương đối lộn xộn và suýt chút nữa thì Hà Nội đã có bàn thắng mở tỷ số. Hoàng Đức đánh đầu. Một cơ hội thực sự dành cho đội bóng áo đỏ. Tất cả những gì mà chúng ta đang được chứng kiến vào lúc này là một cuộc đấu ăn miếng trả miếng giữa cầu thủ cả hai bên. Thành Minh vừa rồi đã bật cao hơn tất cả. Sút không có gì là nguy hiểm nhưng nó vẫn là cơ hội. Một tình huống tưởng chừng như không quá nguy hiểm nhưng nó lại mở ra cơ hội cho Josip Ivančić. Thủ môn Quang Thế Tài một lần nữa thể hiện được khả năng phán đoán tốt của mình, băng ra kịp thời, làm hẹp góc sút, thu hẹp khoảng cách với Josip Ivančić. Cú chỉnh mũi giày đã không thể mang lại bàn thắng cho số 22. Lại là một tiếng bóng bổng. Bóng vừa chạm đầu của Bùi Hoàng Việt Anh. Bóng đã không tới được vị trí của Gvd. Sút xa. Những tình huống nguy hiểm đang diễn ra dồn dập hơn. Nếu như ở cú dứt điểm từ xa đầu tiên của mình, Jaha đã thực hiện được hướng bóng tốt nhưng lực đi thì không đủ. Không được. Một cơ hội thực sự dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Lần này thì Quang Thế Tài đã có một tình huống xử lý hơi lập bập. Nhân vật chính trong suốt những phút thi đấu vừa qua, xuất sắc trong những tướng trước đó, nhưng ở pha bóng này thì Quang Thế Tài đã không thể làm chủ được tình hình. Có một bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Top League Bình Định bằng một tình huống chơi bóng cũng về góc như vừa rồi. Người đã băng vào đó là Jaha nhưng anh không thể dứt điểm. Đây là tình huống đối mặt dành cho Ivančić và không thể dứt điểm thành công. Quá đáng tiếc. Ngoại binh của câu lạc bộ Hà Nội vẫn chưa có duyên. Không còn một cơ hội nào tốt hơn nữa. Có lẽ là như vậy. Ta sẽ cùng xem lại tình huống dẫn bóng. Thiếu đi một chút tốc độ, thiếu đi một chút cản lướt để cho Ivančić có được một tư thế tốt hơn trong phóng dứt điểm cuối cùng của anh. Tiến Anh Đánh đâu. Ngay lập tức thì Viettel có câu trả lời. Ở khu vực khán đài B là hai khu vực riêng biệt với số lượng gần như là tương đương nhau của bóng viên hai bên. Đường chuyền hỏng rồi dành cho Viettel, hết sức lập bập, vẫn thiếu đi một chút gì đó trong những pha xử lý quyết định của cầu thủ cả hai bên ở mặt trận tấn công. Đây là đường chuyền của Nhâm Mạnh Dũng cho Pedro Paulo khi số 10 đã ở vào vị trí việt vị. Quang Hải. Cú sút của Thái Quý rất nguy hiểm, bóng vừa chạm vào cột dọc của Hoàng Thế Tài. Ở năm trước đó khi đá Viettel thì Thái Quý cũng đã có được một tình huống dứt điểm rất căng để ghi bàn. Một cú vô lê bóng sống có thể nói là cũng đã để lại nhiều cảm xúc. Thái Quý thêm một quả tạt nữa, đánh đâu, không vào. Ivan Trịnh đã có tới 3 tình huống dứt điểm như vậy kể từ đầu trận. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp giữa Trương Văn Thái Quý và Ivan Trịnh. Vượt qua được thủ môn và đó là bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số là 1-0 và Trương Văn Thái Quý là người ghi bàn. Cuối cùng thì khoảnh khắc mà các cổ viên có thể ăn mừng trên sân vận động đấy cũng đã xuất hiện. Nỗ lực tối đa của các đồng đội và Trương Văn Thái Quý bằng một tình huống cắt mặt đã có thể mang về bàn thắng vươn lên dẫn trước cho câu lạc bộ Hà Nội. Một pha phối hợp đá phạt nhanh rất tinh quái. Nỗ lực của Đỗ Hùng Dũng. Hãy cùng xem lại pha phối hợp đá phạt giữa Văn Quyết, Hùng Dũng và cuối cùng thì Thái Quý ghi bàn. Đây là điều mà rất nhiều các câu lạc bộ ở V League đã từng được chứng kiến câu lạc bộ Hà Nội sử dụng, nhưng họ dường như là vẫn chưa rút ra được cho mình bao kinh nghiệm. Sai lầm. Tiến Anh đã có một tình huống chất cháy. Đó là tình huống mà cầu thủ phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội xứng đáng phải xin lỗi những người đồng đội của anh. Phán đoán điểm rơi sai và mở ra một khoảng không gian dành cho Tiến Anh. Thêm một cơ nữa dành cho đội bóng đỏ. Không được. Đây nỗ lực nhưng cuối cùng là một tình huống dứt điểm không vượt qua được vệ đối phương. Và nó là một tình huống đang gây ra tranh cãi khi các cầu thủ Viettel đòi hỏi một quả đá phạt 11m. Vẫn sẽ là quả đá phạt của Hoàng Đức. Rất nguy hiểm. Không vào. Sliadi. Khoảng trống. Văn Quyết. Sliadi qua người. Đối mặt. Rất đồng đội. Không thực hiện một tình huống dứt điểm kỹ thuật, thay vào đó là một đường chuyền quật ngược trở lại trong đội nhưng không thành công. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp giữa Văn Quyết và Sliadi. Đây là một pha qua người rất tốt của Sliadi khi vượt qua được Đức Chiến. Khi mà Quảng Thế Tài đã băng ra nhanh và làm hẹp góc sút thì Sliadi đã quyết định thực hiện một đường chuyển chứ không phải là một cú bấm bóng kỹ thuật ở một góc như vậy. Quả tạt của Hai Long. Sliadi sút ra. Đó là một tình huống dứt điểm khá tốt. Người đã ngăn chặn là Nhâm Mạnh Dũng. Hai đội đều cần 3 điểm để có thể bứt phá ở giải đấu năm nay. Và bây giờ thì câu lạc bộ Hà Nội đang xử lý điều đó. Và chạm bóng vừa rồi là của Quang Hải và Vladimir là người đang có bóng. Vladimir không được. Trận đấu đá bù vòng 2 giữa hai câu lạc bộ Viettel và Hà Nội đã kết thúc với bàn thắng duy nhất của Trương Văn Thái Quý mang về 3 điểm trọn vẹn cho câu lạc bộ Hà Nội. Bàn thắng giúp cho họ vươn lên